Xin chào anh em nha, chào tất cả anh em đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng với Bill một cái team xoay quanh quan tướng Quy Lão Tiên Sinh Kame SS rất ngầu lồi. Đây là một cái hình ảnh trước quảng cáo, trong quảng cáo và cái hình ảnh trong game thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau anh em nha. Trong quảng cáo hình này thì là một ông Quy Lão cụ già rất là lực điền luôn, nhưng mà lúc xuất hiện trong trận thì nó sẽ giống như hình này anh em này, một ông cụ gầy nhòm. Giá như mà lúc nó tung trưởng Kamehameha thì nó gồng lên lực điền như thế thì mạnh em nhỉ, nhưng mà không, lúc gồng lên nó vẫn gầy nhòm như thế thôi nên trông khá là cùi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em bui anh em xếp team, anh em chơi team Quy Lão hợp lý nha. Ở đây mình sẽ khuyến khích anh em chơi team hai bư, anh em sẽ lấy con bư béo này nữa kết hợp với con bư kít bư này để tạo thành team 20. Anh em sẽ chơi thêm Zako và Goten. Goten thì anh em nên chơi con Goten Super Saiyan cấp 1 thôi, mình chơi con cấp 3 làm gì, mình chơi theo đam mê mình là nuôi này. Nuôi như này thì nó khá tốn tài nguyên đấy. Anh em chỉ chơi một con bư béo này thôi. Để làm gì? Để nó kết hợp với cái bộ skill này của ông già, nó rất là mạnh luôn. Bộ skill của ông già khi đồng đội của mình chết ấy thì sẽ nhận được 100% năng lượng, lúc đấy ông già sẽ được tung trưởng lên tội. Trưởng của ông già thì đặc biệt mạnh, trưởng của ông già kết hợp mà kèm 30% phá thủ với cái chỉ số cơ bản của ông già gọi là ngon nghẻ luôn. Công 55.000 này, anh em nhìn thấy ổn áp chưa? Công 55.000, máu thấp hơn những con khác một tí thôi. Đấy, mà có phá thủ nha, cũng có tướng AOE hiện nay. Con này AOE này, công bằng là với ông già luôn. Tốc của ông già 416. Ngoài ra, ông già này có một cái kỹ năng cực kỳ ngon, đó chính là câm lặng anh em ạ. Kỹ năng câm lặng này rất là ngon luôn. Cái đồng công nặng làm cho kẻ địch không thể thi triển được cái chiêu thức nộ của mình. Ngoài ra còn tăng được sát thương nữa, mỗi lần thi triển kỹ năng tăng sát thương 6%. Để chúng ta cùng nhau test luôn, sau đó bàn luận đến cái vấn đề ấn ký. Thì ấn ký ở đây mình khuyến khích anh em nên bui theo full bạo kích. Anh em không nghe nhầm đâu, full bạo kích nha, không cần tốc độ. Anh em cứ bui cho mình full bạo kích cho mình. Trưởng này, đấy, một quả trưởng bạo kích luôn, rất mạnh. Các kỹ năng tăng sát thương thì không thấy nó hiển thị ở đây, cái kỹ năng đấy là kỹ năng anh em tự hiểu rồi, nó sẽ không thể bị phá hủy và không thể bị loại trừ khi đồng đội của mình chết này. Đấy, tự đợi con bư này chết một phát là lại phun nộ ngay, phun nộ sẵn rồi nên bư chết thì cộng phun thì vẫn thành phun. Trưởng tiếp nha, bư này tí mà chết tiếp thì ông già lại được tiếp tục tăng độ này. Anh em nên chơi Zako, anh em nên chơi Zako để búp cho nó tăng sát thương, sát thương của ulti. Đấy, lại được phun độ này anh em nhìn đâu, bư chết, ông già chuẩn bị tiếp tục tung trưởng, tiếp tục tung trưởng, chết ba mục tiêu ghê gớm. Bư này mà chết thì ông già lại được tiếp tục tăng trưởng cực kỳ mạnh anh em ạ. Mình thấy đây chắc chắn là con tướng mạnh nhất rồi, nếu anh em kết hợp đúng team với nó thì đây là con tướng mạnh nhất trong hàng tướng SS nha. Mình xin khẳng định luôn, đây là con tướng mạnh nhất trong hàng SS, tại vì nó bớt đam cực kỳ kinh. Nếu mà anh em có đủ team cho nó, so sánh với Hell Vegeta, so sánh với Gohan, so sánh với Trang Kỳ Tích, con này mạnh hơn là cái chắc. Cái skill nộ liên tục này nó quá ảo luôn khi em chơi với hai bư. Bớt đam full bạo kích anh em nha, ấn ký cứ dòng bạo kích là em giữ lại cho mình.
Cái chiêu thức đánh thường mà nằm ngửa kiểu thường những con AoE thì anh em chuộng lên tốc độ trước để đỡ khống chế, nhưng riêng con này thì khác, tại vì có thể coi như cái nộ của nó được liên tục đấy. Chúng ta sẽ thiên về bạo kích, tại vì cơ bản nó cũng không được tăng bạo kích nhiều, cái skill bị tậm của nó không được tăng bạo kích nhiều, nên là mình cứ full bạo kích cho nó đi, trưởng liên tục đấy, giết bư của tôi đi để tôi được bạo kích tiếp, là tôi tung trưởng tiếp này, rất mạnh rất khủng luôn. Mình quét lại kích rồi nha, đây cho anh em xem qua. Chơi con này phát là mình thấy con game lại tự dưng lại thành đáng chơi luôn. Phá hoại này, thì phá hoại. Bây giờ là full bạo kích thôi. Một cây phá hoại nữa. 7.000 điểm nữa là sẽ được lên thêm 2% bạo kích. Hiện tại cái bạo kích này của mình khá thấp, có 49-7% thôi. Ấn ký thì cùi. Nguyên khí thì chúng ta cũng nên đeo thêm một cái nguyên khí bạo kích và nguyên khí phá thủ. Chỉ cần bạo kích và phá thủ chấp hết anh em, chấp hết các kiểu đi. Nó tung trưởng càng được nhiều thì cái khả năng mà nó câm lặng mục tiêu càng nhiều, 40% anh em ạ, 40% đánh vào 5 mục tiêu nhé, là cực kỳ cao, chắc chắn sẽ có một con bị câm lặng, đảm bảo luôn, chắc chắn một con bị câm lặng luôn. Cái skill mắc công suất này này, bản thân tăng 600 sát thương, không thấy nó hiển thị lên, nhưng mà thì và cũng không thấy cái giới hạn lượt, giới hạn thời gian lượt của nó thì chắc chắn nó sẽ cộng thẳng vào nhân vật thôi, rất mạnh, nên là cái khả năng bớt đam của nó cực kỳ khủng luôn, mạnh hơn Gohan rất nhiều, mạnh hơn Trang Kỳ Tích rất nhiều, chắc chắn luôn anh ạ, thám thủ mà. Thôi bây giờ mình test ở cái mảng PVP anh em đi, con ác tỉnh 5 mới vào lại, bây giờ chúng ta được cơ hội chinh chiến với mấy bạn trên này, khiêu chiến với ông 51 triệu chiến lực đi. Mình chỉ có 40 triệu chiến lực thôi, đánh với ông 51 triệu chiến lực. Và xem ai sẽ người chiến thắng. Bớt đam, hãy đỡ sức mạnh của ông già. Tạo đi, ham đi. Úi ôi. Anh em thấy chưa? Đừng đùa. Đừng đùa với nhà chú ạ. Bị cho khóa trưởng cái này à. Hay là bị khiêu khích rồi, bực 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 lắm. Đâu đồng đội của chúng tôi dùng hết và ông già mới được tung một quả trưởng, quả trưởng thứ hai rồi. Bây giờ đồng đội của mình chết đi để mình tiếp tục được tung chiều nào. Đâu đâu. Đã bị khiêu khích rồi. Đâu. Đâu 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 đâu. Tiếp tục tung chiều ông già ơi. Đấy anh em nhìn ông già lại tung chiều gánh chưa, anh em nhìn gánh chưa. Tung chiều liên tội luôn. Đâu. Trường tiếp. Quả bớt đam quá kinh luôn. Sau khi một trận long tranh hổ đấu với team bên dưới có Vegeta, có Trang Kỳ Tích, chúng ta có thể thấy lượng sát thương của ông già gây ra được cực kỳ kinh khủng luôn, 57 triệu. Ở đâu? 5 triệu 7 chứ.
5.742.734 điểm so với 1.200.000 và 2 triệu. Một mình ông gánh tụt quần luôn. Bị khiêu khích hai lần đúng thời điểm cung trưởng nên ông già mình thấy bắn được cũng đâu đó hình như 4 năm phát. Mình thấy ngầu không? Đánh vượt trung chiến luôn. Là test thử với bạn là trang ký tích này xem nào. Đánh thử với bạn trang ký tích An Bạch này. Thì chúng ta sẽ set team như thế này đi. Đảm bảo ông già sẽ bắn trưởng rất nhiều. Chiến ạ. 40 triệu thách thức luôn với 54 triệu. Tốc của mình có vẻ thấp quá hay không? Tốc thấp quá so hơn nhiều so với con bư này. Để nó khiêu khích hơi nhiều, hơi bực nha. Mà không sao. Không sao, bôi cam sẽ khỏi. Tiến lên. Ông ra, trưởng đi. Một quả trưởng đầu tiên. Úi xôi, bạo kích kìa. Được, được, được. Nó được. Còn này bị khiêu khích rồi nha mọi người. Nhưng mà kèo này hay. Một quả trưởng thứ hai. Bây giờ giết, à giết đồng đội của chúng tôi, à tôi lại hồi full năng lượng rồi đấy. Giết đồng đội của chúng tôi. Cùng nào nữa, ông già tiếp tục tung trưởng đi. Ôi, ăn bị ăn khiêu khích rồi. Hoảng lộn. Kèo tang rồi. Bị khiêu khích hai lần. Hơi toang. 4 triệu 9 với 5 triệu 2. Bên dưới con trăng nó chém cho à. Chém qua trò sốc quá anh em. Phun bạo kích, phun bạo kích. Nó đi phun bạo kích. Cứ phun bạo kích em ạ. Chơi là phun bạo kích cho mình. Mình nghĩ không làm anh em thất vọng đâu. Chỉ cần một hai quả trưởng thôi là đấm cho chết luôn. Vã luôn con bưu luôn. Không sợ con bưu khiêu khích hai lần của nó. Mình tin là ông già với sức mạnh này có thể ăn được. Xem còn trận nào nữa không, nhưng mà đấu tiếp đi. 46 triệu. Đấy, các bạn 46 triệu rồi đi. Đợi ông già mà full hết duyên thì mạnh hơn, chắc chắn là mạnh nhất luôn đấy. Hiện nay ông già chưa có thêm xin hang SS nên chưa full duyên. Cái này anh em full full bạo thì có dòng bão với có dòng tốc thì anh em giữ lại nhé. Để con bư kia nó phục chế cũng bực đấy. Đấy, lại được full năng lượng này. Quan trọng đấy. Nhưng mà cứ bùi bạo trước anh em ạ. Bùi bạo trước. Trưởng ao em mà có bạo thì nó hơn nhiều. Xịn xò hơn. Phun năng lượng này.
Mà con kia nó cứ ấy mình, nó khiêu khích mình, nó bực kích nhỉ. Thế nhở, lại full năng lượng tiếp bạn. Bực thế nhở. Đấy, anh em thấy kinh không? Ở đây mình đánh cái kèo nó hơi vượt vượt sức của mình. Cái kèo đấy đội hình của bạn 54 triệu, nó đồng đều quá hơn mình 14 triệu. Mà cái kèo nó hợp lý hơn, kèo có 46 triệu thôi. 6 triệu 2. Về thử đánh của thử đánh với cái kèo này đi. Kèo 69 triệu đi anh em ơi. Sợ gì, đem luôn. Ui, trưởng mà chả bạ được phát nào. Bên ta nó bảo lên tội mà mình không bảo được. Bực. Rụng rứng luôn. Nhưng thôi các bạn, có lẽ clip của mình là vui vui cảm nhận cá nhân con tướng SS mạnh nhất Quy Lão Tiên Sinh Kame. Đấy, cảm nhận là cá nhân của mình đây là con tướng mạnh nhất trong dòng hướng SS hiện nay. Cũng xin dừng lại tại đây thôi nhá. Nếu anh em nào có các ý kiến gì thì có thể comment như anh em bảo vệ ý kiến Vegeta heo mạnh nhất này trong kỳ tích mạnh nhất thì anh em hãy để lại dưới video này nha. Bye bye anh em.